Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Hy Hữu, một linh mục Việt Nam có vợ và 5 người con, thực hư câu chuyện ra sao? Xin cầu nguyện cho ngài. Thành Long Vlog xin chào quý cộng đoàn. Thường chúng ta thấy các linh mục là người dấn thân và noi gương theo Chúa và không lập gia đình, không lấy vợ. Nhưng thật hy hữu, câu chuyện sau đây thì thật khác. Khi một linh mục Việt Nam, ngài có một vợ và 5 người con. Chúng ta cũng biết, cha Phêrô Nguyễn Hữu Thăng, ngài bị đột quỵ khi đang cử hành thánh lễ lúc 11 giờ sáng tại đền thánh giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, Houston, và qua đời trên đường tới bệnh viện. Đọc tiểu sử của ngài, thật bất ngờ khi thấy ngài đã từng có gia đình và 5 người con, nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã với ngài. Có lẽ điều này chỉ xảy ra tại những nơi mà ơn gọi linh mục ngày càng giảm sút, tục hóa mạnh mẽ, cũng như được phép chuẩn đặc biệt từ tòa thánh. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Thăng sinh năm 1944 tại làng Dục Đức, tỉnh Ninh Bình. Ngài theo gia đình di cư vào Nam năm 1954. Năm 1958, ngài gia nhập dòng Châu Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, nhưng sau đó xuất tu. Năm 1969, ngài lập gia đình với bà Vũ Thị Gấm. Ngài có 5 người con gồm Thanh Liêm sinh năm 1970, Huyền Linh sinh năm 1971, Diệm Linh 1974, Trí Thiện 1976 và Thiên Sang 1979. Năm 1980, ngài vượt biên với người con trai Nguyễn Thanh Liêm và định cư tại Canada. Năm sau đó, vợ ngài vượt biên cùng 3 người con. Chuyến vượt biên không thành khi tàu chìm và chỉ một người con gái Diệm Linh được cứu thoát trở về, tức vợ và 2 người con khác của ngài đã chết. Với người con gái út Thiên Sang lúc đó còn nhỏ nên không thể đi cùng gia đình trên chuyến tàu định mệnh đó. Năm 1989, ngài bảo lãnh 2 người con qua Canada. Năm 1995, ngài được phép chuẩn để vào chủng viện Jose ở Edmonton và được thụ phong linh mục ở tuổi 57 vào năm 2001 bởi Đức Tổng Giám mục Peter G. Marlon, thuộc Tổng giáo phận Regina, Canada. Ngài được Chúa gọi về vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 vừa qua, hưởng thọ 77 tuổi. Linh mục Joseph Lê bình luận: "Việc Chúa làm, ôi thật kỳ diệu." Điều kỳ diệu xảy ra nơi linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Thăng, linh mục phó xứ giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam. Kỳ diệu vì chết khi đang dâng thánh lễ trên bàn thờ, và kỳ diệu hơn nữa nơi cuộc đời của cha, một linh mục mà đã từng có gia đình với 5 người con. Xin Chúa đón nhận cha Phêrô vào vinh quang thiên quốc và xin ban cho con luôn trung tín. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Phêrô. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.